Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu Pensolite Một thương hiệu khá nổi tiếng Một chiếc MTB s -Work, dòng quý tộc Thì em hay gọi vui là xe này là dành cho giới quý tộc Vì chất liệu và mức độ hoàn thiện thì cực kỳ cao cấp Mỗi năm thì cửa hàng cũng chỉ nhập được một hoặc hai chiếc Dòng xe này là rất là hiếm trên thị trường thì chiếc xe được trang bị bộ group Sram xx1 full carbon size của hãng là size m có màu xanh ngọc màu rất là đẹp các bác nhé được um, cửa hàng nhập trực tiếp tại nhật bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin zalo cho em em sẽ gửi thông tin hình ảnh cụ thể bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm Cửa hàng em có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ em xin phép được review chi tiết mẫu xe này cũng như báo giá để cho các bác tham khảo. Bác nào mà ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em có ship code toàn quốc các bác nhé. Vâng, một chiếc S-Quốc rất là đẹp, rất là mới. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cả về hình thức và chất lượng. Giấy tờ đầy đủ. Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Đấy các bác nhìn nhộng giấy tờ đầy đủ hết các bác nhé. Khung sườn thì màu rất là đẹp, rất là bóng. Giảm sóc bụng cũng đặt dành riêng. Pencil light các bác nhé. Đấy rất là đẹp Tem bụng các bác nhé Đấy Rất là mới Tem của hãng Pensolite luôn các bác nhé Em sẽ soi xuống gầm giảm sóc bụng để cho các bác cùng ngắm ở đây nó có một bộ dụng cụ để lắp tháo xe đây bé bé thôi nhưng mà nhỏ nhưng mà có võ các bác nhé nhỏ xinh nhưng mà rất là đẹp các bác ạ em lại để lại vào vị trí ban đầu đấy các bạn cho vào đấy rất chi là tiện lợi chỗ này nó có bị chảy một tẹo nhưng không sao các bác nhé tí tí ạ không nhìn rõ đâu các bác đem mát đầy đủ các bác nhé Trục là SRAM XX1 đồng bộ và nguyên bản theo xe. Bi đan rất là đẹp nha các bác. Đấy, bi đan nhỏ nhỏ nhưng mà rất là xinh ạ. Khung sườn rất là bóng. Gọng nước nguyên bản theo xe. Đem nhìn soi cho các bác nhìn được những cái con ốc này. Pencil line này con ốc còn nguyên bản theo xe này của hãng Pensoline luôn. Đấy, các bạn nhìn con ốc không? Size của hãng là size M các bác nhé. Đây, khung sườn rất là bóng. Gầm xe cũng rất chỉ là mới không, nhé. không bị chảy xước gì ở gầm đâu ạ. Đấy, các bạn nhìn nào. khung sườn rất là bóng tem mác đầy đủ giảm sóc trước rốc sóc cũng rất là mới các bác nhé độ mới rất là cao phanh trước ram đồng bộ nguyên bản theo xe xe về như nào là em trả các bác như vậy có bị lỗi hay bị cháy xước gì em cũng sẽ quay và báo cho các bác được rõ Trục Jovan Vành Jovan Carbon Lốp Pencil Line Bánh 29 các bác nhé rất là mới rất là đẹp độ mới rất là cao tem mác đầy đủ các bác nhé đây tem ạ tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ rồi nên các bác cứ yên tâm mua hàng em đảm bảo cho các bác hàng nhà em là hàng chuẩn sách tay từ nhật về chuẩn 100% trăm nói không với hàng fake các bác nhé em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay về từ nhật về chứ không phải là bán cho các bác xong là xong tay đấy phanh trước ram đồng bộ nguyên bản theo xe tay phanh tay quấn cũng còn rất chi là mới này, cái tay cầm bên này các bác nhìn này logo thương hiệu của pencil Line này tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe không nhá bên này nó hơi tối nhìn nó không rõ ấy S good RAM Đấy. Chữ pencil line cũng vẫn ở trong cái dập ở trong cái tay cầm ấy các bác. Đấy, chữ pencil line. Ấy. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe. Xe rất chi là đẹp. Màu cũng rất là đẹp các bác nhé. Bác nào mà thích chiếc xe này thì có thể alo cho em theo số điện thoại 0989668195. Và em cũng báo giá để cho các bác cân đối giá của chiếc xe này là trên 120 triệu. Trên một tí tẹo đây các bác nhá. Cửa hàng em có ship code toàn quốc các bác nhá. Tất cả các đơn hàng em đều bao ship hết các bác nhá. Khung sườn rất là bóng. Đùi đĩa SRAM XX1 tem mác đầy đủ rất là mới em sẽ soi hết lượt xem là khung sườn có bị cháy xước gì không Đây, pencil line xích màu cũng rất đẹp các bác nhé đề slip đề là slam xx1 Đấy, rất là đẹp các bác nhé tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe clip là clip chuyên nghiệp các bác nhé clip chuyên nghiệp rất là mới màu rất là đẹp các bạn phanh sau ram đồng bộ nguyên bản theo xe giovani trục sau clip màu cũng rất là đẹp các bác ạ lốp lát đằng sau cũng rất chi là mới yên là yên Edward các bác nhé yên carbon nha các bác đồng bộ nguyên bản theo xe mẫu rất là đẹp Đấy. lốp lát với các bác nhìn nhé phanh sau. Chỗ này nó có bị chảy một chút do vận chuyển đấy các bác. Rất là bóng cái cái chỗ này nó có chảy một tí tẹo ra giấy ở ngoài ra vận chuyển nhưng không sao các bác nhé Đấy, các bác nhìn nó khung sườn rất là bóng màu rất là đẹp Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết một chiếc uh, MTB Edward màu xanh ngọc, full carbon, được trang bị bộ group Slam XX1, vành dô van carbon, lốp pencil line. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng em xin chào và hẹn gặp lại các bác em xin chào các bác